Xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi ăn bánh mì chả. Hôm nay tự nhiên ngủ hứng đói bụng quá, mà biết được cái chỗ bánh mì chả này ăn ngon lắm. Người ta vừa chiên chả đó rồi mà cái mình kẹp với bánh mì, cái mình chấm mình ăn luôn, rất là tiện, rất là ngon. Đặc biệt cái bà này mà cũng có kinh nghiệm cũng mấy chục năm gì đó, là bà nhồi cái chả mà nó dẻo mà bà nêm vừa ăn lắm, cũng im lắm. Này mình đi thẳng như đường Nguyễn kia mà các bạn, tới 30 tháng 4 mình quẹo vô. Trong cái khu này thường thường nó buôn bán buổi trưa trưa với tới chiều á, khi sáng sớm thì nó không có đâu. Đây nè, đây mình vô thẳng vô trung tâm thương mại 30 tháng 4, cái mình quẹo ở phía bên tay trái là qua phía bên mà chuyên bán đồ ăn á. Nguyên giải bên đây là bán đồ ăn đầy đủ cho các bạn. Buổi trưa ai muốn ăn uống gì qua đây đầy đủ, bún cá, bánh mì, hộp vịt lộn, bò bía gì đầy đủ đó, đó, đó. Các bạn thấy không? Cái chỗ điểm này thì ngày trước là nó cho buôn bán phía trước, nó mới chuyển ở phía sau này. Còn cái người bán bánh mì này thì bán biết nhiêu năm rồi. Đây bánh mì nhân, ông này tên Nhân, 10.000 ổ. Có chả luôn là 10.000, nước mía 8.000. Cái ao món sòng này các bạn, nhờ nhìn ổng mới nhớ ra. Ông này trước ổng bánh nhôm mà đi ăn thời gian rồi giờ mới phát hiện ra thấy ổng mập hết trời. Đây nguyên khu các bạn muốn ăn gì cũng khó chứ. Đây cái xè bánh mì của ổng này, xè bánh mì huyền thoại. Ba người làm đi các bạn, hai người nặng một người chiên ra rồi đưa cho khách. Mình chọn cái bàn này đi cho nó ngồi rồi đó, cái bà bác đó là chiên lách chả để bỏ vô nồi đó. Bà này bà bán mấy chục năm rồi các bạn, mà bà nêm nhận ăn vừa ăn thiệt chứ, mà có cái độ dẻo của chả. Hai ổ bánh mì hai dĩa anh. Hai ổ. Ở đây đặc biệt cái là bánh mì không có nhét cục chả vô, mà là chả này chả bánh mì thì bánh mì, rồi mình ăn như có mình chấm nhiều, bánh mì chấm riêng, chả chấm riêng, nó có gỏi này. Để hồi ổng đem ra rồi mình hướng dẫn các bạn ăn nha. Chỗ này thì mình không có bàn tới cái vụ vệ sinh không vệ sinh, nhưng mình thấy mình thích thì mình ăn thôi chứ ở ngoài mà phải chịu thôi. Đó hai dĩa hai ổ, chả thì riêng miếng miếng gì đó, rồi có thêm mấy cái gỏi củ cải đó, mình xịt miếng ớt cái mình xịt miếng tương. Ai thích ăn cay nhiều thì mình xịt tương nhiều thôi, nó là tùy mỗi người ăn. Đó, mình xịt vô đầy đủ rồi đấy, cái này giờ ăn được rồi này. Mà thường ăn ổ không đủ đâu, cái này phải ăn cỡ hai ổ. Ăn vừa ăn lắm các bạn, thử ăn đi, trước giờ tôi ăn món này chả gặp giá cũng nhiều, mà có mỗi chỗ này ăn đặc biệt nhất, ngon nhất. Cái này phải nói là ngon nhất kịch giá thì chả chỗ khác thường thường á, nó mua ở ngoài tiệm á, ngoài tiệm mà có bọc sẵn hay bán siêu thị bán tiệm tạp hóa sẵn vậy em dễ chiên không à. Đó thì chắc có chất bảo quản, có chất này chất kia nhiều rồi, chứ đâu phải chịu. Cái này mình xé mình chấm rồi các bạn đó, quốc hai nước mía nữa là ấm rồi. Chả ở đây được cái người ta làm trực tiếp ở đó, người ta nhồi đó rồi người ta bỏ gì đó, là bỏ vô là chiên trực tiếp nên vừa chiên xong ăn ngon. Còn chả ở ngoài tiệm thì ngoài tiệm mấy tiệm kia thì nó mua sẵn đó, nó chiên ngày này qua ngày tháng nọ hoài đó. Đó sau khoảng chút xíu là nó còn vô đây nè.
về. Cái này cá thác lát hả gì? Cái này cá ảo quá con. Cá ảo. Ừ, cá thấy nó dẻo quá ha. Ừ, cá ảo chứ. Như con thấy gì bán cũng lâu lắm rồi. Được năm. Được mười mấy năm hả? Mấy chục năm. Con nhớ là trước là gì bán trước không? Cũ mà tới chỗ này. Giờ chợ giờ tới đâu mà gì giờ tới đó đúng đó, không? Mà dẻo liền á, thấy ăn nó vừa ăn nó dẻo. Mấy chục năm. Thành công rồi. Mà người ta nhớ tới, người ta ghé đây không? Không thấy mấy chỗ kia đâu làm được. Chỉ quan trọng là cái chỗ này thôi, vậy nhồi nó đúng cách cho nó vừa ăn đúng không? Nhồi dữ lắm. Đó như là càng bóp càng nhồi nó càng dẻo. Đâu có, nhồi sẵn chị đó vô gia vị nè, nhồi sẵn chai sẵn con mới dắt ra như nhỏ được chứ, chứ con vừa mần thì đâu có được, mấy thằng trai nó làm. À, tức là ở nhà đấy vô nhồi sẵn rồi, ra đây chứ là dắt bỏ vô thôi. Chỉ dắt bỏ vô thôi. Công phu ghê, toàn là kỹ lắm rồi nó mới đem ra rồi mới chiên thôi. Thôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hãy nhấn nút đăng ký đi để mơ mốt mình phát hiện ra cái gì đó mình quay cho các bạn coi nữa nha. Kênh của mình là kênh Mekong TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều.